Khi cái đầu bóc nó lên lên cao rồi. Dạ, Bích Hương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay Hương đi tiễn đợt bắp thứ hai rồi nè cô chú ơi. Thì cái bắp nào trái to thì Hương luộc, Hương đem cho ngoại rồi ăn nè. Còn cái trái bắp non á thì Hương sẽ hầm với chân giò heo. Thì Hương mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi hái bắp với Hương nha. Mấy cái này thì đợt sau rồi nè, mà lay quay là nó vừa ăn rồi. Mà hái một lần thì mình ăn không có hết. Hương hái thì Hương cũng cho ngoại, cho mấy mợ đồ ăn thôi à. Chứ nhà thì ăn cũng không có hết, mà bán thì bán cũng không được. Tại vì cái này mình trồng không phân thuốc gì hết trơn, nên là cái phần trái nó cũng bị sâu, bị nhiều. Đào mấy trái nhỏ nhỏ này nó bị hư hết trơn. Này bị sâu nó nhẹ phao à. Này còn non. Sâu hết trường. Trời ơi, cái này nó bị hư hết rồi. Nguyên liệu Hương cũng đã chuẩn bị xong hết rồi cô chú ơi. Đây là phần bắp nè, rồi đây là giò heo với Hương hầm chung với một măng nhỏ nhỏ vậy nè, với một củ cải đỏ mình để vô cho có màu cho đẹp, với lại một củ cải trắng. Đây là hành lá Hương để nêm đó. Thì chiều nay Hương sẽ hầm giò heo với bắp nè, rồi măng với lại củ cải cà rốt với lại củ cải trắng. Giờ thì Hương sẽ làm nha cô chú. Giờ Hương gọt cái phần của cải đỏ trước đi.
Đó, cho Thu lại đây. Vậy. Ủa khúc này nó nâu quá trời nâu à. Tắm nó đi, anh lên đây lạp. Giờ à, Hương Nga lột bắp. Trời ơi, nó nhỏ nhưng mà trái nó đều hẹt quá trời luôn nè. Có chỗ này nè. Dạ, bắp giờ Hương cũng đã lột xong, măng cũng lột xong rồi, giờ Hương đi rửa rồi mình sắt nữa. Dạ, giờ Hương sẽ sắt củ cải đỏ. Hương tỉa mấy cái bông cho nó đẹp đẹp á. Củ cải trắng thì Hương cũng tỉa bông luôn. À, măng này thì hồi sớm á, mẹ xuống nghe đồ tươi thấy được một măng mẹ mua, còn có mỗi có một mục này thôi. Hương sắc sợi dài dài. Thì nãy em có Hương cũng đi đốn vài cây tre để làm cái mùng cá đang cầm ở dưới cái ao. Rồi phần bắp giờ Hương cắt bắp non. Thì cái này là đợt khổng Hương cũng đã tiễn lên một ít bắp non rồi, giờ chỉ còn có mỗi mấy trái. Thì bắp này giờ là Hương cũng không có phân thuốc gì hết, nên là trái thì hột thì nó cũng có hột, hột không có đều, với lại cũng bị sâu ăn chút chút. Phần bắp non thì Hương cắt ra làm hai. Dạ, giờ tất cả các nguyên liệu Hương cũng đã sắt xong rồi. Giờ Hương sẽ bắt tay vô nấu nha cô chú anh chị. Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng vô bếp với Hương. Giờ Hương nhóm lửa lên để nấu. Hôm bữa Hương tìm mua cây dầu, cây đèn dầu này lại nè cô chú. Mà giờ mình kiếm cái dầu lửa trắng ngày xưa thì không còn nữa. Bây giờ chỉ còn có dầu lửa vàng thôi. Mà cái dầu lửa vàng thì cái mùi nó hơi hôi hơn là dầu lửa trắng. Nhưng mà tìm mãi nhưng mà thôi kệ đi, lấy dầu vàng này luôn. Có cái đèn dầu mình nhóm lửa nó tiện lắm, đỡ tốn một quẹt. Giờ nồi cũng nóng rồi,
Hương cho một tí xíu dầu ăn vô. Rồi Hương cũng cho tỏi vô để phi luôn. Xôi với thịt. Tỏi vàng rồi Hương cho chân giò vô mình đảo cho thơm. Đã xăng và đã thơm, Hương cho nước vô. Dạ, trong lúc chờ đợi cái nước sôi thì Hương Nga tranh thủ lúc này Hương đi lột một ít bắp á, Hương để vô luộc để một chút xíu nữa là mình ăn á. Dạ, hồi sáng thì Hương cũng có vẻ hơi nhiều chút. Ai bắp này á, đợt này thì Hương lại thất bại rồi cô chú ơi, do là không có phân thuốc á nên là bắp vẫn bị sâu. Rồi Hương trồng vậy thì Hương cũng có cho mỡ Hương một ít cho ngoại rồi, nay cũng còn nhiều á. Rút kinh nghiệm lần sau Hương trồng chắc là mình sẽ canh cái lúc mà nó bị sâu rồi á thì mình sẽ thịt thuốc vô. Này nó cũng trắng ngon, Hương thích ăn cái bắp mà nó vừa non non vậy nè, chứ nó già quá thì mình ăn nó không có ngon, cảm giác Hương thấy nó không có ngọt bằng bắp non vậy. Còn cái bắp hơi dài thì nó dẻo. Cũng có nhầm trái là nó không có bị sâu nhá. Có nhiều trái nó cũng thơm lắm, có mấy cái này non non nè, ăn nó không có bị ngán. Con thì thích lột hết, lột nó ngon. Nó cũng thấm vô à, đường nó thấm vô trong cái đường phèn, nó thấm trong vỏ chết rồi, nó non quá, gãy làm hai luôn. Nè cái này nè, cào xoay vòng vòng cái là hết một trái rồi, nó nhanh. Non quá, nó ít hạt á. Mẹ hôm bữa mà bảy hái, mẹ có kêu cho ngoại không? Gãy làm hai uổng lắm. Bữa nay cái vàng hú qua nó bòi à, để đi làm cái vàng. Cà phá nắm cải sống cải này nè mẹ nhổ đi, mẹ tiễn vô ăn chấm cái kho mẹ. Cái cải nó cũng nhỏ nhỏ nó cũng ăn được đó. Mà vòng vòng mấy cái bờ ao của mình toàn là lúa không kìa. Hôm nay bông dài dài không luôn kìa. Lúa mà nó mọc thêm mấy bờ ao nhóc hết trơn. Để lúa nó chín chín đi. Cái này nó còn non mới ngậm sữa à. Nay cha của Hương đi làm về, rồi phụ em trai làm cái mùng để nuôi cá lóc lại. Cái mùng kia nó bị lủng rồi đó cô chú. Cái nó ra ngay chân cái mùng mà nuôi cá diêu hồng. Không biết là cá diêu hồng nó còn con nào không hay là bị luộc hết trơn rồi. Hôm bữa thì xảy con cá chê, mà cá chê thì ăn không có hổn hơn cá lóc đâu. Cá lóc ăn nó hổn lắm. Con nào nhỏ nhỏ là nó ăn hết. Cá tai tượng á, con sợ nhất là cá tai tượng á. Tại cá tai tượng nó nhỏ không à. Còn cái chép nữa, cái diêu hồng là nó lớn nhanh lắm cô chú ơi. Mẹ nhờ cái gì kìa quý ơi. Đó là Hương chồng hôm nay thì mới thu hoạch được lần đầu tiên á, bị con mặt kia nó vô nó giẫm hết trơn rồi. Mai mốt má Hương làm cái hàng rào lại,
Hương đốn mấy cây trúc á, cái đan cái hàng rào chặn nó lại chứ chứ nó vô nó quậy banh hết trơn. Nó khoái giỡn dữ lắm con chó. Thi ơi, thường Lộc nãy giờ cũng được một gỗ rồi, giờ Hương đi luộc nghe cô chú ơi. Ăn tối buồn buồn miễn cái mình ăn. À, trời, chị Hai kêu Út Quy chụm lửa giùm chị Hai mà sao Út Quy phá vậy? Một củi đó. Em đút vô củi này nè. Trời ơi, nó chụm đầy lò luôn. Măng lâu chín á nên là Hương cho vừa măng vô trước. Một mấy cái rau củ khác á thì Hương đợi em tí xíu nữa thì Hương sẽ cho vô sau. Canh này thì mình sẽ hớt bọt thường xuyên á thì nước nó sẽ trong. Tại vì sôi lên là bọt cả. Thì Hương sẽ nêm nếm vô đây, Hương cho vô đây một ít muối, một muỗng hạt nêm cho đậm đà với nó ngon. Rồi Hương cho vô đây một ít bột ngọt nữa. Với lại cho đây là một muỗng đường, hai muỗng đường. Nào. Vớt bọt. Giờ thì Hương bỏ bắp vô nồi, nước cũng sôi rồi. Tí xíu nữa mình cho nước hơi ngập ngập một xíu. Với lại nó sôi lên nó cũng cũng ngập mà. Hương bỏ lần lượt các rau củ còn lại. Hương cho bắp này là bắp có hạt nè, để cho nó ngọt nước là thơm thêm. Rồi đây là phần bắp non. Đây là củ cải trắng. Hương cho vô đây là củ cải đỏ nữa. Đó. Nhìn ngon quá ha. Có màu sắc rồi kìa. Đó. Cho vô hết luôn. Hương nghĩ là cái nồi, tưởng là cái nồi này không có hết nhưng mà ai dè nó đủ luôn. Rồi. Giờ nồi canh cũng chín và vừa ăn rồi, Hương cho hành và ớt vô là nhắc ra ăn được rồi. Quy ơi, ra kêu cha chín mẹ chín ăn cơm. Đồ ăn chín rồi. Rồi Hương cho một tí xíu tiêu vô nữa cho cái mùi thơm nó lại thơm và ngon hơn nữa. Thơm không? Nãy giờ Quy có nghe thơm không? Thơm. Đó. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nãy giờ chị thấy bắp hồi chưa đó, giờ nấu được món ăn rồi nè. Ngọt ngon quá đi. Rồi chín rồi. Dọn rang thôi. Tiếng tiếng. Đây, giờ cơm tới rồi. Mẹ mẹ thấy xuống giùm con mẹ. Cơm luôn ơi. Cơm cơm. Dạ, giờ thì Hương đã nấu xong bữa cơm chiều rồi. Dọn ra ngoài cánh đồng ruộng ăn bữa chiều hoàng hôn xuống vậy nè. Thì Hương mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn bữa cơm chiều với gia đình của Hương. Nay thì cha Hương đi làm về sớm nên là có dịp mới ngồi ăn cơm, ăn chung với cha cũng lâu rồi. Cũng chưa ngồi ăn cơm gia đình đầy đủ. Mẹ trang cho con nha. Trang không? Hơi mẹ trang hơi chút xíu thôi. Nè. Rồi mời bà con mình dùng cơm với gia đình mình nha. Cũng lâu rồi đi mần cũng lâu, bữa nay về cũng tụ họp gia đình cũng bữa nay lên lên cũng thăm bà con mình gần xa nha. Dạ rồi. Mời cô chú ăn cơm cùng con nha. Trời ơi ngoan quá, này là Út Quy nha cô chú. Con nuôi ở từ ở trên Bình Dương nghỉ hè xong rồi xuống đây chơi. Ăn được không Quy? Đúng ngon rồi. Con dùng cơm với gia đình mình buổi chiều ha. Rồi học đi, tới nghỉ hè xuống cha luôn ha. Út Quy ăn được cà rốt không? Một cây đỏ.
Gì ăn này không? Củ cải trắng. Củ quy ăn hết con. Cái đó con đưa em cái đó ăn không được. Nên gì để chị cho. Bữa nay có trà ăn cơm vui không? Vui. Vui hả? Vui sao nhẹ chứ con. Này ngon quá quy à. Ngọt hay mẹ ha. Nấu từ ấy. Ngoài ăn nó mát hả, tối để kiếm tiền đầu tư mấy cái điện năng lượng mặt đã trời. Cha mận vài bữa nữa kiếm tiền mua. Chứ mình quay á, ngoài trời sập tối này thì nó mát mẻ, ăn cơm thoải mái, nhưng mà do là nó thiếu ánh sáng. Mua năng lượng mặt trời. À, có tiền cái mua cái điện năng lượng mặt trời nữa là nó sáng nó đẹp luôn. Có lợi nhiêu ta? Mua cái đèn quẩy để đang được mà. Cái đèn quẩy á. Là điện năng lượng mặt trời đó. Đó. Hay là cái đèn gì cũng được. Nước quy ăn giò heo rồi con. Ăn giò heo cho mau lớn đi. Không thích ăn thịt đâu. Rồi hổm gài bố nhớ chưa? Nước chưa biết. Chưa biết hả? Còn chè miếng nước dùng hấp nước này ngon á. Nấu để gài bữa cha đi Gia Lai cha chở cho nó lên đó cho luôn. Nè mẹ ăn cho trái bắp non nè. Bắp ngon lắm á. Ăn được không chè? Nước á cái con để hành rồi để tiêu chứ con để miếng ớt á cho nó the the á. Ăn nó ngon. Mà cái này toàn là bắp nè, củ cải đúng không à, nấu nó ngọt nước. Dạ. Ăn nữa không? Không ăn bắp đâu, nó ít ăn rau đó. Rất ngon. Ngon. Ăn cà gót được tốt á. Sáng mắt á. Mẹ cho cà gót nha, miếng nữa đi. Mang nhiều vô. Chan nước vô giống chị hai nè, mình hút rột rột luôn. Mày chắc con bắp non. Bắp non nha. Bắp non hả? Vậy ăn có bắp này không? Ăn cha ăn giò được không? Ngăn giờ yếu quá. Sao giờ này cho hít hà yếu vậy? Cha chấm dữ lắm phải không? Dạ thì gia đình Hương cũng dùng xong bữa cơm chiều rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Thì Hương cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của Hương. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Không cài không ba. Bữa tối vui vẻ. Bữa nay no quá. Cô chú vui vẻ hả con? Rồi chúc cô chú vui vẻ nè. Nay Huy ngoan lắm cô chú ơi. Lớn lên cái ngoan mà biết nói chuyện lắm, dễ thương nữa. Úc Quy lúc nào cũng dễ cưng. Chào Úc Vinh, mẹ phẳng chưa? Hả? Hồi nãy không có chào. Rồi.